Anh ơi, kiếm máy xúc 30 nào có giá rẻ giới thiệu cho em với. Ok, xin mến chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Mạnh sẽ giới thiệu đến với mọi người một em máy xúc mini 30 với một cái giá rất là rẻ. Cụ thể hơn, em máy xúc Kuta RX303 này đang được chào bán với một cái giá là 120 triệu đồng. Với một cái giá như thế này thì anh em có thể mua về để khởi nghiệp thì quá là tuyệt vời. Ngay bây giờ thì Mạnh sẽ đi vào chi tiết hơn để cho anh em cùng tìm hiểu thêm về cái dòng máy xúc Kubota này nha. Hiện tại thì bác chủ chúng ta đang có nhu cầu chuyển đổi lên con máy khác nên là muốn bán em máy xúc Kubota RX303 này. Con này thì sẽ được bán kèm với một cái gầu đào 5-4 răng này và một cái gầu bằng ở đây. Gầu bằng này thì phù hợp cho chúng ta đứng ở bãi cát, bãi vật liệu để xúc. Đấy, mua máy còn được tặng thêm gầu nha. Và đây là tổng thể của em mini Kubota RX303 này. Thì con RX303 này thì đang sở hữu một cái gầu đào 4 răng. Đấy, gầu nguyên bản của nó nhé. Con này bây giờ mua về ngoài việc là đứng làm các bến bãi bến cát ra thì có thể đi đào móng phá rỡ rồi đào mương, đào máng, đào đường nước, đào cột điện đều được nhé. Em 30 này thì đã được độ tháo lắp gầu nhanh bằng thủy lực. Đấy, riêng cái bộ này không, nếu như bây giờ chúng ta mà mua máy về mà không có ấy, mà thuê thợ lắp đặt riêng, thì riêng bộ này là có giá khoảng từ 12 triệu. Đấy, 12 triệu tùy từng thời điểm, có thời điểm lên tới 13 triệu và có thời điểm thì khoảng 11 triệu. Đấy, nên là mua em này về thì có sẵn cái phần tháo lắp nhanh thủy lực cho chúng ta sử dụng. Đấy, con này thì hiện tại thì toàn bộ những cái phớt này thì thay rồi các bác nhé. Bây giờ máy thì máy cũ rồi, bảo chưa thay phớt thì không có đâu. Mà lại được một con máy to mà lại giá rẻ như thế thì yêu cầu còn zin bản, còn nguyên bản và còn đẹp thì chắc chắn là không bao giờ có rồi. Đấy, miễn sao mình mua con máy về nó hoạt động tốt và hoạt động ngon lành thì được các bác ạ. Đấy, con này thì là dòng máy mini, có cần 3 khúc có thể lệch cần. Đấy, đây là một khúc này, trên này một khúc và kia là một khúc, thành 3 khúc. Rất là phù hợp vào trong những cái địa hình chật hẹp, chúng ta có thể bẻ qua, bẻ lại, bẻ tới, bẻ lui, bẻ trái, bẻ phải đều được hết. Đấy. Đây. Đây, chỗ này thì do chảy dầu cái tio, hôm trước mà mới bị bục nên là chưa có thể gian rửa nên nó mới bị ướt vậy thôi, chứ con này thì còn rất là khô ráo các bác nhé. Đây. Con này thì có bề ngang là 1m55. Đấy, với một cái địa hình như là ngõ tầm 1m6 là chúng ta có thể sử dụng được con này rồi. Đấy, con này thì hiện tại ở đây thì hay đi đào đường mương, đường nước và dọn dẹp cho các khu làng quanh đây. Đấy, nhưng mà bây giờ thì cần lên con máy to hơn để đảm bảo công việc cho bác chủ chúng ta bán. Xích này thì còn rất là đẹp nhé. Đây, ben đầy đủ luôn. Xích này thì vừa mới được thay cách đây một tháng các bạn ạ. Cặp xích này là mới thay một cặp xích luôn. Vậy nên là anh em cứ yên tâm về để mà sử dụng, không phải lo lắng về cái vấn đề xích mòn này không. Đây, lá xích cực kỳ dày, cầu thì không phải bàn cãi gì rồi. Ga lê, ga điếc còn đầy đủ còn sống nhá. Đấy, con này thì mới thay một cặp xích nên là thoải mái. Đấy. Và đây, chúng ta sẽ ngó sơ qua về phần máy trước, xong đến phần bên trên khoang người lái nhá. Đằng sau đây, cái vỏ này vẫn còn, nhưng mà được tháo ra, vì khi thi thoảng làm trong địa hình chật hẹp tháo ra cho nó thoáng. Đấy, sao này, đây sao cũng còn dày dặn nhá, còn rất là dày dặn luôn. Đấy, sao còn dày dặn. Hiện tại con này thì vẫn đang đi làm việc ở đây. Đây là về phần khoang máy. Bên này thì có cái thùng đổ dầu diesel đây. Và phần này là phần két nước làm mát, két thủy lực. Đấy, nằm hết phía bên tay trái. Đây, góc này là phần động cơ. Đấy, dynamo miếc con này nằm hết phía bên ngoài rồi. Củ đề của miếc nằm ngoài đây, rất là dễ cho anh em có thể tháo và bảo dưỡng khi mà có sự cố. Con này thì được thay mặt máy luôn rồi nhé. Đấy, mặt máy thay luôn. Đấy, giới thiệu với các bác luôn là như thế, để tránh trường hợp là ở xa đến xem lại bảo là mặt máy thay rồi mà chưa báo. Đấy, con này là hiện tại là thay mặt máy luôn rồi nhé. Máy thì làm việc thì hết ý luôn. Đấy, nắp còn nguyên, có thể chống đây. Đây là khung gầm bệ xích hai bên. Xích thì thay cả đôi rồi nên là nó đều.
Đây, về phần mâm đây. Đấy, mâm còn zin đét luôn. Đây, phần bên này, bên hông đây. Khúc này đây là cái phần ngăn kéo và thùng dầu thủy lực đều tích hợp nằm hết bên này. Ngăn kéo rất là khô nhé. Kiếm một con máy 30 mà ngăn kéo còn khô rất là khó đấy. Những cái phần ẩm ẩm này thì là đều do khi mà mình đổ dầu đi ăn, đổ dầu thủy lực ấy, nó sớt ra nên là nó chảy xuống dưới này. Đấy. Đấy, và ngoài ra thì con này trên mái này thì đã được chế độ ra thành cái mái gập. Đấy, con này thì có thể gập ngửa mái đằng sau như này. Đấy, gập ngửa mái ra để khi mà mình đi vào những cái đoạn nào mà nó có dây điện ấy thì mình có thể bật ngửa lên. Đấy. Đối với những con máy mà nó không có gập ngửa mái được ấy thì mỗi khi lần vào dây điện phải chống, nhưng con này chỉ cần lật ngửa ra phía đằng sau thôi là mình có thể là đi ngang qua được. Và đây là phận nơi làm việc, gọi là nơi ngắm view triệu đô. Con này thì là những cái phiên bản đời thấp nên là tay trang nó nằm ở phía trước mặt các bạn đây, không phải là tay trang nằm ở hai bên hông nữa. Đấy. Đây là vị trí cắm chìa khóa để máy và đây là bảng hiển thị khi làm việc. Đấy. Đây là ga. Đấy, ga đây. Và phần này là cái phần nâng ben hạ ben. Đấy, đây là cái chốt khóa an toàn để cho chúng ta nâng lên và hạ xuống ngắt tay trang. Đấy, tay trang con này như mình giới thiệu thì tay trang nó nằm đằng trước. Đấy, hai cái di chuyển thì được tích hợp trên này. Nó tựa như là một con máy gặt ấy. Đấy, máy gặt thì khi chúng ta di chuyển thì nó cũng tiểu tựa như thế này. Đấy, con này thì tay trang đằng trước. Ngồi đây thì mình sẽ phải đưa tay đằng trước lại. Đối với những con đời thấp nó là như thế, còn những con đời cao ấy thì là nó sẽ nằm ở tay trang hai bên hông rồi. Đấy. Đấy, tổng thể của em nó bây giờ mình sẽ để nổ thử máy. Để nổ thử máy xem có nhạy không và sẽ nhờ bác chủ chúng ta test thử sau. Đây. Đây, đồng hồ lên nhé. Đấy, máy Nhật, hiển thị Nhật. Đấy. Tuy là máy cũ thôi nhưng mà đề phát là nổ rồi các bạn ạ. Đến thời điểm hiện tại thì có nhiều con máy mới nhá, đề còn phải kéo rất là lâu và kéo rất là dài mới có thể nổ được. Nhưng mà với một con máy cũ, một con máy xúc giá rẻ, đâu đó còn 120 triệu mà đề một phát một mà nổ như thế này thì quá là hợp lý rồi. Đấy, xét về tổng thể thì với một mức giá 120 triệu để mua được một con máy mini này kèm thêm một cái gầu kia thì thời điểm này là quá là lý tưởng. Con này về thì không những có thể đứng ở bãi làm việc mà còn vẫn có thể đi làm như là đào móng, phá rỡ và san lấp mặt bằng được. Đây, các bạn có thể nghe tiếng máy này. Máy cũng rất là êm. Đây, chúng ta có thể đứng ở đây thao tác được nha. Đây, ga thăng ti này. Đây, đứng ở đây vẫn thao tác được hết. Đấy, con này gọi như là một người đứng ở trên, một người đứng ở dưới chỉ cầm tay chỉ việc vẫn được. Đấy, di chuyển này. Đấy. Thoải mái luôn. Đây gọi là máy xúc giắt bộ đấy nhá. Giống như ở máy xúc giắt bộ ấy. Bây giờ thì mình sẽ nhờ bác chủ máy chúng ta tiến hành test thử để xem khả năng làm việc con này như thế này. Bây giờ thì mình sẽ nhờ bác chủ máy test thử con Kuta RX303 này. Cái con này thì nếu như mua về làm bãi cát, làm vật liệu xây dựng hoặc là đi làm những công việc lặt vặt vẫn thoải mái các bác nha. Đấy. Con này giờ mà đi đào đường nước, đường điện rồi đi đào mương, đào máng, san ruộng thì vô tư nha. Chưa bao giờ mà một con máy to như thế này mà lại có cái giá rẻ như thế. Đấy, khỏe, chống xích thế nào, chống như thế nào. Đấy, thủy lực còn rất là khỏe nha. Yeah. Thủy lực thì khỏe rồi, tuyệt vời. Đấy, cao ngất luôn. Ben còn hoạt động không?
ben còn hoạt động nguyên nha. Đấy, thoải mái luôn. Đây là ông chủ luôn, trực tiếp bán, không qua trung gian, qua thợ thầy gì đâu. Máy của nhà đang làm việc nhé. Con này thì vẫn đang làm việc và hoạt động bình thường. Đấy, vẫn đi đào móng và phá giữ nhà. Đấy, xin cắt khỏe chưa. Đấy. À, bộ xích này mới thay nhá. Bộ xích này mới thay chắc được tầm tháng thôi, chứ không phải là thay lâu đâu. Quay toa êm ru luôn. Đấy, máy này mà không mua thì hơi phí đấy các bạn. Đấy. Như vậy thì ngày hôm nay mình cũng đã giới thiệu cho các bạn một em máy xúc Kubota dòng máy 30, rất là phù hợp để cho anh em nào mua về làm bến bãi với một cái giá khởi nghiệp. Đấy, anh em nào có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên video hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại trên máy nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.